Hey yo, what's up anh em? Ok anh em, hôm nay vẫn là tiếp tục đỏ đen đó nha anh em. Đỏ đen giùm anh em viewer và thằng em mang tên Phạm Trần Trọng Nghĩa nha anh em. Shout out cho anh em Trọng Nghĩa nha. Ok, thằng em đã đầu tư gọi là 7 tỷ rưỡi nè, mà chơi gói hero gì HHOL nè, 120 anh em. Thằng em đang quyết định là chơi gói 120, không chơi gói 122 nha anh em. Gói đó khá là lỏ. Ok, trước khi vào kèo chính chúng ta vẫn là câu nói cũ, vào kèo phụ nha anh em. Ý. Ok anh em, kèo phụ chúng ta đây bây. Chui lửa đi nào, cần lửa thôi, lửa. Ok anh em, đợi tiếp. Tiếp tục đến bên em đi. Tiếp tiếp và tiếp thôi. Lửa đi nào game. Lửa đi, lửa, lửa. Ồ khó anh em ơi, mới vài trong đầu chúng ta hơi khó chinh phục đường hầm, đợi mình xui. Ok anh em ơi, làm nhạc 119 luôn nha anh em. Đề ba mồi gọi là vậy anh em à, giờ mồi mồi xương xương. Để vô kèo chính nó may mắn hơn anh em à. Vô án vẫn là như cũ đây. Hy vọng lần này chui u tốt anh em à. Cần lắm một cái đường hầm u tốt để mới mẻ cuộc sống này. Cái lộm lửa. Khó nha, đợi mới tiếp. Ok anh em nữa nha anh em. Lộm dứt lửa. No, ô tỷ ba. Đá mình. Ok 119 ơi là lộn xém anh em ơi, xém. Chút xíu đi rồi. Chút xa bờ anh em à, 119 bỏ 118 xa bờ luôn. Ok 119. Lộm. Lửa đi nào. Lộm dứt lửa. Sino điều đó tỷ 7 đợi mình nữa. Cái mũ HOL này đang xuống giá anh em ơi, chưa đủ đen khá là sướng anh em à. Chứ khá là lòi luôn anh em, chứ không có tiếc anh em. Ok lộm. Lửa đi nào. Lỡ luôn, hầm to, ơi hầm quân cấp, coi gì, coi ngon. Coi lạ nhá, là đớp. Cờ mới thấy, đời lỏ rồi. 18 mùa cái cờ này mày đổi màu cho cờ Pháp, lụm mày. Là đớp cờ Pháp nó lụm mà. Ồ, tới 75 triệu bữa nay mà, ok cũng được rồi. Vẫn được cái gì đó là truy hầm ngon ngon, ok đây. Đợi mình đó nha anh em. Ok anh em, chưa có hầm lụm mình đó anh em ơi. Hy vọng này có hầm tiếp. Lửa đi game, lửa. Ok, đợi tiếp. Ok nữa anh em ơi. Ok, dứt lụm. Nổ. Không nổ anh em à, đợi anh. Lụm tiếp anh em ơi. Cứ thế rồi. Lửa đi, lụm. Ui, đợi anh. Bữa nay xả khứa áo vàng này khá nhiều nha anh em. Bữa nay xả cầu thủ áo vàng này khá ngon. Ok, lụm tiếp này mày. Cứ thế và thế và thế. 850, đợi tiếp. Ok, chơi lại nè em ơi. Khứa vàng. Lụm, lụm lụm. Gì đây, gì đây, gì đi. 850 nữa anh em, đợi em. Ok anh em, chơi lại nè em ơi. Lụm tiếp thôi. Độ đi game. Ok, ô tỷ rưỡi. Đợi em. Ok anh em, sau những khoảng thời gian rồi săn và những bị đớp khá nhiều và cuối cùng cũng mua được. Thật sự là anh em giờ đang săn đang đớp mấy con này là mình khó khăn, mình chơi quá. Mình mua đã đòi anh em ơi. Lửa đi. Trời ơi, ngồi đớp để đòi tao được 850 anh em, đợi mình xuống. Ok anh em ơi. Khứa 118 là nhả khá nhiều nha anh em, còn mấy kia ít nhả quá. Ok lượm tiếp lửa. U 850 nữa, vãi hò, đợi mình xuống. Ok nè em ơi, dứt tiếp đây. Dứt dứt. Xe bám lửa lụm. Sino bố tí dưới. Lời anh em đợi anh. Lụm tiếp. Những câu nói và những lời nói dối. Ok. Lụm lửa. Cứ thế anh em mà đợi anh xuống. Tiếp tục nữa mì si quên đi. Hit cuối gói 118. Lụm. Gì đây, gì đây, nổ. Trời ơi, không nổ, nổ tí rưỡi. Đại bên. Ok anh em ơi. Tiếp đây. Hồi nãy em có mấy cái gối gì quên bà mở luôn anh em, lát quay lại mở đi. Ok, chia tiếp đây. Lượm, spam, lửa, lửa luôn, lửa luôn. Không phải cần, còn ngon, còn ngon. Dồi ôi. Cái cờ thì hết muốn nói luôn anh em à. Cuộc đời thật sự luôn anh em, dám cái cờ kìa. Đúng lạ luôn anh em. Nhìn mặt này giống thủ môn của MC thế nhờ. Giống dữ anh em, thủ môn MC anh em. Nhìn giống giống á, ok đợi tiếp. Ok có mấy gói cũng gọi là nha anh em, mở cho anh em coi luôn. Gói được phết anh. Anh lộn anh em ơi, đợi mình xưa. Mình lạc nít có cái gói luôn anh em à, mình lạc cái nít đó luôn rồi. Lát mình vừa dò lại anh em ơi, vãi hùa anh em à.
đúng hại. Quên luôn nào, nhận rồi quên luôn. Ok lỏ nữa anh, đợi mình đùm lên em ơi. Lát giò sao anh em ơi, thật sự là lúng lú luôn, nãy giò đúng lú anh em mà không biết luôn. Ok lửa đi, lửa không nổ, nổ anh em ơi, đợi mình xu tiếp tục anh em ơi. Lụm nổ đi, không nổ luôn, đợi mình xu. Ok anh em trở lại anh em ơi, dứt lửa đi nào. Trời ơi đời, đợi mình xu cứ thế anh em ơi, cứ thế mà lập đi lập lại thôi. Đi lụm nổ. Trời ơi đời, quá đời, đợi mình nữa xu. Ok anh em tiếp tục nữa anh em ơi, hết cuối lửa lụm. Trời ơi hết cuối giờ tí rưỡi rồi, đợi mình xu. Ok anh em, mình tìm được cái nick đó rồi nha anh em, mở cái này xong xong đỏ đen luôn. Hy vọng có hầm cho anh em được coi sướng mắt. Ok có hầm nha anh em, hầm gì UCL cờ ngon. Đức rồi, Đức đi, Đức siêu bay Real Madrid lụm. Rồi ra Udiger anh em ơi, Udiger rồi, Udiger 113. Nhưng mà vẫn sư. Ok cho ba được anh em, sống như đó là đủ. Quá nhiều thứ luôn mà toàn lỏ nha anh em. Ok đợi. Thật sự là đồ free không bao giờ ngon anh em. Khẳng định là điều đó chắc cú. Free chứ là free. Ok, tiếp tục đợi bạn sư. Tìm kiếm sự may mắn cho dòng đời này đắng thân, và mình hay nói những điều linh tinh. Ok lửa không, lửa anh em đợi bạn sư. Mình sẽ tăng thêm phần thú vị anh em, mình sẽ nhắm mắt mở gối anh em, mình sẽ nghe tiếng động rồi mình đoán có chui hầm hay không. Ok phải là mình nhắm nghe, đừng có nghe âm thanh tivi rồi nghe tivi. Đợi bạn, đợi quá anh em, đợi bạn sư. Ok anh em tiếp tục rồi pha nhắm mắt cái điều luyện của mình nữa. Dứt gì đây, đừng có nghe tiếng rồi tivi nữa, đợi bạn sư. Ok anh em ơi, nhắm mắt tiếp, nghe âm thanh, cảm nhận gì đi. Dù tôi bi từ nhiêu vậy, trời ơi, 8.5 nữa, đợi mình xuống. Ok, giờ anh em sẽ nói là mình bịp nữa, mình sẽ không nhắm mắt đúng không? Nhưng không, mình luôn là sự thật anh em à, cảm nhận nè anh em. Mình đang cảm nhận vì điều đó. Ok, tôi bi 8.5 hoài luôn, đợi mình xuống. Hit cuối xa bờ anh em ơi, lắm. Chưa bấm mà anh em bấm hụt nữa. Ok, xịt luôn, đợi mình nữa, xuống. What's up anh em? Hết lời nói nha anh em, giờ khô lời. Ok vậy đây, vẫn là tivi tiếp, đợi anh xu. Ok DB kinh tế đi tươi lỡ nổ đi. Trời ơi đợi anh tiếp xu. Mình cảm nhận hôm nay sẽ là một ngày đen anh em à, hy vọng mà sẽ không đen anh em. Vô kèo anh em nó hơi căng xíu, mồi hay lâu. Ok 8.5 đợi anh tiếp xu. Ok anh em vô kèo chính luôn em ơi, vô kèo cho anh em Phạm Trần Trọng Nghĩa nha anh em. Ok anh em Nghĩa, cảm ơn em trước sau đau cho em Nghĩa nha anh em. Một lần nữa sau đau cho anh em. Hy vọng lần này nổ anh em ơi. 120 đối với chúng ta là đăng cấp đúng không? 121, ok 120. Lỡ đi nào game ơi, hãy đổi cho cô anh một điều gì đó khá là non nớt đi nào. Mà không biết khi nào, hy vọng cụ Swan Tiger thì sẽ được cái gì đó độ và may mắn, nhân phẩm. Spam lụm. Ây da, là quá ba nhịp nha anh em, hit đầu tiên chứ là làm nhỏ ba nhịp để biết nhân phẩm như thế nào nha. Ây da, đau lòng thật sự luôn. Ê, hồi hộp phết luôn, chuẩn bị anh em ơi. Lụm anh em ơi. Trời, hầm đi. Khó quá nhờ, 2 tuổi anh em ơi. Ây da. Lần 2 nhịp anh em ơi, xong lần kia bồng nhịp. Cụ ơi, cụ độ cho con đi. Sốt phết em à, dùng lửa này khó quá. Hầm thôi, hầm gì cũng được em. Lòm lốn được em, hầm lốn được. Không hầm luôn, tỷ dữ luôn, đợi mình xui. Ok anh em, mua cụ này tiếp nha anh em. Bữa cụ này độ mình da khứa là đớp 15 tuổi nè. Hy vọng cụ này độ lần nữa đây. Để cho anh em nó vui tiếp. Thật sự là sốt này mà mở, nếu không chui hầm pha này thì thật sự anh mình xin lỗi chứ nhiều nghe ơi. Anh mày hôm nay không được nhân phẩm cho lắm. Hồi hộp với đây chứ đùa. Dạ. Thật sự lười và căng thẳng cho những lần giây phút mở gối này. Một cái nhấp là đi tất cả anh em à. Thật sự là đi. Đi đây. Ôi không nghe hầm luôn. Đợi mình nữa để mình bàn với anh em xíu chuyện anh em làm.
Ok, mấy giờ bài anh em Nghĩa, anh em anh em Nghĩa nói là có nhiều chơi tiếp luôn. Ok, được em à. Hy vọng anh này sẽ gỡ ra được con khoa gối 119 này anh em ơi. Gỡ lại cho anh em chứ gì đâu, đen quá. Thật sự hôm nay không phải là ngày nhân phẩm rồi. Thằng em nó đã vô cái lù quần rồi đen. Và mình cũng vậy. Khó chịu thì chịu luôn đấy. Ok, dứt luôn anh em ơi, vô giữ với gói 119 này. Đợi mình tiếp. Ok, lần hit này giọng cụ quá đập siêu quýt độ cho anh em Nghĩa chứ gì đâu mà 7 tỷ mấy giờ còn 700 triệu. 7 tỷ mấy giờ chơi đồ đen với gì còn 700 triệu anh em. Anh em thấy cái đó là cái giá của sự là chơi đồ đen anh em, cái giá phải trả cho cái sự đen thui á. Cuộc sống anh em mà có đôi khi nó đầu hũ thì chúng ta sẽ có đầu hũ lớn thôi anh em à. Lộn đấy. Đau lòng thật sự đi em ơi, mở đau lòng lắm luôn. Sốt anh em à, sốt quá sốt. Mở giùm anh em xin lỗi anh em luôn á, thật có lỗi vãi ồ luôn, không da đồ ngon, da lỏ không à. Ok, lửa đi. Không lửa luôn, đợi anh xuống. Không sao anh em, chúng ta còn cơ hội cuối em ơi. Cơ hội cuối cho 19. Đổ đi nào. Ây da, ổn không đây? Chắc mình không ổn quá anh em ơi. Cảm giác trong lòng mình bất bất an cái gì anh em à. Khá là bất an và xấu xa anh em ơi. Hơi bị đen tối nữa. Lô phết em ơi, một nhịp nháy nên chúng ta đi. No. Nổ thiệt anh em, nổ 1 tỷ 4. Đợi tiếp xuống. Khóc luôn anh em à, không gỡ được luôn anh em. Giờ tuột xuống 118 giờ luôn anh em. TB bay đi đúng nhẹ luôn anh em, đúng nhẹ như gió anh em à. Cái đỏ đen hút máu khủng khiếp á. Đau thật sự anh em, số quá số. Lửa thì có gì đó coi, tí dưới còn ok, đợi tiếp xuống. Ok anh em làm nhà hay hiến 118 này cái ba anh em luôn nha. Và xin lỗi anh em rất nhiều về những pha đập mở đỏ đen điên giùm anh em. Ok chơi em ơi. Lò phết á, 118 gỡ được gì đó thì lại nổ hũ và to lớn á chứ, lật kèo luôn anh em. Lửa không? Không lửa luôn rồi, bây giờ nó không lửa luôn mới chết đó chứ. Lửa cá cho em nó vui thôi, đi xuống. Đi xuống ơi, thật là tiếc anh em không dám nhấn cái hit cuối cùng luôn anh em, thật sự không muốn nhấn luôn ấy. Chiêm nghiệm nó đi anh em, chiêm cái gối cuối này của mày đi. Và anh mày sẽ ấn vô là đi. Đi em ơi, nhắm mắt đi em. Rồi nhắm mắt thiệt luôn. Ok, bye anh em nha. Xin lỗi anh em rất nhiều luôn. Thật sự là quá là đau lòng anh em à. Thật sự là 7 tỷ mấy. Thì coi, 7 tỷ rưỡi thì chúng ta còn lại là 1 tỷ 9. Ok, cũng được. Ok, đợi mà bye anh em nha. Quá buồn với em. Quá anh mày xin lỗi, cái này ngày này xin lỗi.